Hello cả nhà, hôm nay em làm cái live này để chia sẻ với mấy anh chị cái cách mà mình làm cái móng flip on flip off với lại làm ombre với tháp treo nha cả nhà. Thì em chừa một ngón ra để em làm cái flip on flip off cho mấy anh chị coi là nó sẽ yêu cầu mình đo móng như thế nào, rồi mình làm sao để cho nó không có bị thiếu màu á. Thì ở đây là em có một bàn tay, để em kéo cái này nó ngắn lên chút xíu, rồi nó hơi bị dài quá cho nên hơi khó cho mấy anh chị nhìn phải không? Đây, ok, được rồi đó. Ở đây là em có một bàn tay để cho mình làm đủ 5 ngón nè. Rồi trước tiên đó là mình phải đi base nha. Base của tháp là nó có bonder với primer bên trong, cho nên là khi mà mình làm quen rồi đó là chỉ cần apply base là cái độ bền của nó sẽ rất là cao và nó đủ độ bám cho mình. Còn anh chị nào mà mới bắt đầu làm tháp mà chưa có quen đó, mà mình sợ là nó không có độ bám đủ cho mình đó, thì các anh chị có thể sử dụng thêm cái primer, cái gel primer, cái Z primer, thì mấy anh chị có thể sử dụng thêm cái đó để cho cái độ bền của nó cao hơn, mấy anh chị yên tâm hơn ha. Ok, base thì móng thiệt móng giả gì mình cũng sơn nguyên móng hết á, không có chừa khúc nào hết. Thì chỗ nào mà nó có base á, thì cái độ bám của nó mới cao, nên mình cần phải đi đều hết tất cả các móng luôn nha. Và nhớ đó là cái mặt móng giả thì mình cũng phải cần mặt móng giả thì mình cũng phải cần chà cho nó sần cái mặt móng giả lên nha mọi người. Rồi sau đó mình sẽ cho đi hơ đèn. Hơ đèn lần này là mình chỉ cần hơ đèn 30 giây là được rồi nha mấy anh chị, không cần phải hơ lâu quá. Ok, rồi trong lúc mà chờ hơ đèn á, thì mình sẽ đi đi coi hôm nay là con sẽ làm hai màu, màu 104 và 110 trong cái collection mới nhất của tháp treo, đó là cái collection Wildflower Wonder Collection. Đây nè, hai màu ngân xài nè, là màu tím 110 và màu 104 là nó giống như là trắng vậy đó. Đó, mình đi hai màu này với nhau ombre, và riêng một ngón trỏ đó thì ngân sẽ đi cái màu tím này, để cho soi một màu thôi để cho mấy anh chị dễ nhìn. Ok, rồi thì bây giờ ngón nào mà mình đi ombre thì mình sẽ đi trước tiên, còn ngón nào mà mình đi một màu thì mình sẽ để lại. Thì ở đây là ngân sẽ đi hai ngón ombre và ba ngón này là ngân đi một màu đi cho nó lạ ha. Ở đây hai ngón ombre là hai ngón này thì ngân sẽ sử dụng màu tím để ngân đi ngoài phần đầu của nó. Cái tím này nó rất là nhạt cho nên là mình để lên, như lại mình khi mình bóp ra đó mình canh cho nó đủ cái độ dài của móng thôi. Cái này là mình đi 70% cho nên không có cần cái cục treo to quá, độ dày cũng không có cần phải nhiều. Rồi sau đó ngân dẹp cái này đi. Ở đây là ngân sử dụng alcohol, alcohol này là alcohol 70% nha. Các anh chị có thể mua ở trong bất kỳ nhà thuốc tây nào cũng được. Lâu quá không nghe tiếng em nói. Dạ, 2 tuần bảo đó chị. Em 2 tuần bảo bên này là không có điện, không có gì hết trơn. Oh my god, giống gần giống như là nó shut down cái tiểu bang Florida vậy đó mấy anh chị. Không phải riêng, không phải nguyên tiểu bang mà shut down chính là cái thành phố Tampa và thành phố bị bão ở bên dưới đi vào, đó là Sarasota, là hai thành phố mà bị bão hết vô á. Rồi khi mình để mình nhúng alcohol vô cây cọ nè, đẩy mạnh ra để mình rải treo đều ra đó. Đó, rải treo đều ra xong nè, đứng cây cọ lên ha. Em zoom lại cho mấy anh chị dễ nhìn. Xong mình đứng cây cọ lên nè, chậm chậm, không có lấy alcohol nhiều quá nha. Alcohol nhiều quá nó cũng dễ làm cho cái treo của mình bị hở, cho nên khi mà mình chậm mà mình thấy alcohol nó chảy tùm lum là mình phải biết mình bỏ ra bớt đó. Mình chậm 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 để cho mình tán cái cục treo nó nằm theo cái vị trí nào của mình muốn. Mọi người thấy nó mỏng thiệt mỏng rồi đó, bắt đầu nhúng alcohol để vuốt đều cho ôm vô, vuốt đều cho ôm 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 vô, xoay tay vào bên đây, xoay qua trái xoay qua phải giống nhau hết ha. Tới phần đầu móng cắt cụp xuống. Đó, cái cục treo này dư thì mình có thể bỏ qua cái móng kế tiếp cũng được, hoặc là mình bỏ đi cũng được nếu như cục nhỏ quá. Mấy chị nói là mình sẽ đi cái độ dày móng nó mỏng, nó gọn vậy nè. Mình canh cho đủ độ dày luôn để mình khỏi phải giũa nhiều. Chị gọi em Trang được không? Dạ được chị, hôm nay là bên công ty đi làm lại rồi, mới vừa có điện ngày Chủ nhật cho nên là tụi em hôm nay bắt đầu đi làm lại và ship hàng ra cho mấy anh chị. Một tuần vừa rồi là sorry mấy anh chị là bão cho nên là bưu điện đồ đóng cửa hết, tụi em không có ship hàng được, thì tuần này tụi em ship ra
lần này bảo 2 tuần liên tục làm cái shipment của mấy anh chị trong tháng này bị delay tí xíu, mọi người thông cảm nha. Chưa bao giờ thấy mà bảo 2 chập liên tục vậy á. Một chập vừa đánh cái đùng chưa kịp tỉnh, chưa kịp dọn dẹp nữa, bắt đầu đánh thêm chập kế tiếp nữa, hú hồn luôn. Rồi, vuốt mỏng thiệt mỏng và giữ độ dày của móng. Rồi sau đó mình sẽ đi hơ đèn. Lúc này là mình sẽ hơ đèn cỡ 30 giây, à 10 giây để cho định hình thôi. Rồi bây giờ em sẽ làm cái móng mà flip trước đi ha, để cho mọi người coi. Thì ở cái móng flip này á, là mình sẽ lựa size móng nha. Ngân có cái hộp flip on flip off nè, nó có nhiều shape khác nhau lắm. Em thấy là trên thị trường có rất là nhiều shape khác nhau, nhưng mà mình không có cần phải xài nhiều shape mấy anh chị. Ví dụ như mấy anh chị thấy mấy em một cái shape on mình móng dài, đâu bao giờ lúc nào khách cũng đắp cái móng dài thòn vậy đâu, nó đâu phải móng úp đâu. Nhiều khi á, mình mua cái o mình móng dài mà khách đắp móng ngắn ngủn thì mình cũng phải làm ngắn và square rồi mình phải dũa lại thôi. Cho nên là mọi người chỉ cần một shape là mọi người có thể làm dũa ra rất là dễ rồi. Thì ở đây á, cái shape mà Ngân có đó là nó dạng giống như là hơi bầu, hơi curving tí xíu, nó thon lại. Thì ở đây mình lựa size nó có đầy đủ từ size 0 cho tới 11 cho mình để lựa luôn. Thì em sẽ chỉ cho mấy anh chị cách đo làm sao để cho mình biết vừa nè. Nào, ví dụ như cái móng này đi, cái này nó khác móng úp, cho nên làm khi mình làm á, mình phải chừa room hai bên, chứ không thôi nó mỏng quá thì nó cũng bị lòi màu. Và nếu mà ở đây á, mình cố gắng mình đè xuống đó thì mình nhìn thấy nó vừa đúng không đó. Nhưng mà hai bên này nè nó rất là chật, hai bên hông đây nè, ở giữa là nó đã vừa rồi đó. Ở giữa này nó không sao hết, nó vẫn còn đủ cái độ dày đó, mà hai bên nó thì nó hơi chật hai bên hông. Thì khi mà nó chật như vậy á, là cái treo nó không có cái khoảng trống để cho treo nó nằm trong đó, nó sẽ rất là mỏng và nó ôm sát vô cái móng người ta, như vậy là nó sẽ bị thiếu. Còn cái móng mình ăn mới cầm á là size số 9, còn cái móng này là size số 6. Khi mà mình để lên nè, khi mình bỏ treo vô mình để ra, mình chỉ cần để nhẹ nhàng vậy thôi nè, đó nó hơi bự hơn tí xíu không sao, nhưng không có cần phải nhỏ và ôm sát quá nha. Đó, mình phải để cho nó còn cái khoảng trong, khoảng trống bên trong móng, cho cái treo của mình nó nằm trong đó thì nó mới đủ độ dày, nó support đủ cái móng. Còn nếu mà nó mình làm cho nó tight quá nó sẽ mỏng và không có làm cho treo tràn bên dưới. Rồi thì bây giờ để em lấy một cái đèn ra để em làm cho treo không có bị, và giữ cho treo không có bị tràn bên dưới. Mình cần có một cái đèn nhỏ mình để ở đây ha. Rồi Ngân sẽ xài cái móng số 6 nha mọi người. Thì bây giờ mình coi là cái móng tay của người ta nè, đi tới gạch thứ mấy, tới gạch thứ nhất, gạch thứ hai, qua gạch thứ hai một tí xíu. Thì khi mình làm mình sẽ làm tới cỡ 2.5 để cho nó không có bị thiếu. Mình lấy cục treo cho nó tương đối, không có bị nhỏ quá, cũng không có lớn quá. Đó là cỡ này đi. Ủa sao Ngân lấy lộn cái màu trắng này ha, lấy lộn màu trắng này, bỏ cái màu trắng này, đáng lẽ là xài màu tím mà tự nhiên lấy lộn cục màu trắng. Cục này thì cũng không bỏ đâu, nhúng alcohol lỡ cục này rồi đó mấy anh chị. Thì mình lấy cục này nè, mình cắt mình bỏ lên đây để mình làm ôm rê chứ mình không có bỏ đi. Treo mình xài là mình không có bỏ đi. Thả cục treo này xuống đây. Ok. Cái móng này là Ngân lỡ làm lộn màu. Ok. Mình chùi sạch đi rồi sau đó mình lấy cái màu tím nè, mình để vô. Cũng không cần phải bự quá ha. Cục này là tương đối là hơi dư nè. Rồi, bỏ vô xong rồi đó. Nhưng mà mọi người cho em skip cho nha, nó lộn các cái, nó lộn tùm lum. Tại vì mình đắp cái cục này xong á, mình gắn lên mà mình hơ đèn nó khô mất tiêu, mà khô hai cục mà nằm vậy ngồi cho em khóc tiếng miên. Cho nên thôi lỡ bỏ cái treo lên đây rồi thì mọi người cho em finish xong hai cái móng này cái đi. Rồi mình hãy quay lại mình làm cái móng kia ha. Nè, rải treo đều màu ra, làm ôm rê nha. Rải đều màu ra, chậm cho nó mỏng nằm sát xuống. Tất cả các góc luôn. Sát xuống, ôm vô, sát xuống, ôm vô tất cả các góc nha. Rồi mình giữ cho độ dày của nó vừa, không có bị mỏng quá, cũng đừng có dày quá. Tới phần này thì mình miết nhẹ xuống. Để cái màu này nó là màu trắng, nó blend xuống cái đầu cho nó có một tí xíu tím tím thôi. Thì mọi người thấy nó ra cái màu ôm rê rất là nhẹ. Cái tông màu của nó không có lệch nhau nhiều.
Đó, nó trắng, nó có hơi tím tím nhẹ ngoài phần đầu vậy thôi. Chậm cho mỏng nằm sát xuống nè. Ôm gọn vô, giữ độ dày nguyên cái đường viền cuticle. Rồi tới cái ngón này nè mấy anh chị, khi mà mình lấy cục treo mà cho ombre mà lỡ nó to quá thì mình làm sao? Bình thường vuốt cái treo đi, lấy bớt cái treo ra một cái ha, lấy cái treo bỏ ra bớt, rồi sau đó chậm nhẹ nhẹ là cái khúc mà giao nhau giữa hai màu đó, nhẹ nhẹ vuốt giữ độ dày và bắt đầu miết mạnh tay xuống để cho nó blend ra. Vậy thì nó sẽ đi ra cái lồi là cái màu tím. Cái trong đây cái ánh đèn nó hơi chá một chút cho nên mình nhìn không có thấy rõ được cái màu tím. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đi hơi đèn. Hơi đèn cho nó khô, nó định hình cái màu rồi đó. Rồi bắt đầu quay lại là mình sẽ đắp cái ngón kia. Rồi trong lúc cái kia đi hơi đèn thì ở ngoài đây nè, hồi nãy là mình tới bước này rồi đúng không? Cái màu màu tím nè, màu tím là màu số 10. Để ra. Sau đó mấy anh chị đẩy cái cây cọ vô chính giữa nè. Đẩy treo qua hai góc hai bên. Đảm bảo treo hai góc hai bên nó đủ nha. Rồi bắt đầu mình vuốt nó đều xuống y chang như là mình đắp treo thôi chứ không có gì khác hết á. Mà phải đảm bảo hai góc hai bên đủ treo chứ không thôi là nó thiếu treo thì cái móng của mình cũng không có bền nha mấy anh chị. Làm cái này thì được cái là sau khi mà úp xong tháo ra đó thì cái móng của mình, cái form, cái shape của nó đã định hình cho mình sẵn rồi. Nhưng mà nhìn nó thì thấy dễ. Thì nhiều anh chị nói trời dễ kiểu này, mai mốt khách về tự làm là ngành nail của mình đói. Thực sự là chưa có cái nào dễ làm bằng móng úp các anh chị. Cái móng này vậy mà còn khó hơn móng úp nha. Đó, khó hơn móng úp. Nhưng mà để mà làm được là mình phải biết nghề chứ không thôi là nó thiếu. Gắn vô nó bị thiếu tùm lum à. Rồi ở đây là em có cái đèn, em on cái đèn lên ha. Để cái móng từ trên xuống dưới. Đè nhẹ thôi. Rồi đè cho nó xuống. Nó định hình, nó nằm ổn định đây cái hơi đèn cho nó định hình cái phần trên gốc cuticle của móng nè. Rồi sau đó 1, 2, 3, 4, 5 chùi cây cọ ăn cái. Rồi ngưng, ở trên này xong rồi thì em quay xuống mặt dưới. Mặt dưới mọi người thấy nó tràn xuống đây không? Lúc này á, là mình phải lấy cây cọ mình kéo cái treo ra. Chứ không thôi là treo nó tràn xuống dưới, nó nằm ở bên dưới nó còm cái móng người ta thấy ghê lắm. Phải kéo cái treo ra dày, nó đủ được cái độ dày trên cái móng mà nó không có bị tràn treo ở bên dưới tùm lum. Đó, từ cái trong chân móng người ta thì mình kéo một cái đường treo ra. Rồi sau đó lật lên. Cho nó khô định hình bên dưới rồi thì mình lật lên. Và mình sẽ cho đi hơi đèn ha. Mấy cái treo mình viền viền bên ngoài thì mình cứ khiêu nó ra. Rồi mình cho đi hơi đèn. Thì lúc mà hơi đèn á là mình sẽ hơi đèn luôn cỡ 10 giây tới 30 giây để cho nó định hình hoàn toàn luôn á. Thì cái đó là cái cách mình làm móng flip. Tại sao mà em thích làm cái móng mà flip on flip off cho bên tháp á? Là tại vì khi mà mình tháo ra xong rồi thì cái treo của nó nhìn cái mặt của nó mướt, nó gọn, mình đỡ phải chùi, mình đỡ phải làm này kia. Nhưng mà để mà mình làm cho nhanh, thiệt nhanh theo cái kiểu mà trong tiệm mình làm á thì đắp là nhanh nhất, nhưng mà mọi người phải tập cho quen cái cách đắp đã. Rồi sau khi mà xong hết là 30 giây á, treo nó khô thì mình mới tháo được. Tại hôm qua có chị hỏi em Ngân ơi tại sao mà chị cũng làm nhưng mà tháo ra không có được, nó bị dính dính. Đó thì mọi người sẽ thấy được là cái treo nó sẽ đi từ mỏng cho tới dày, thì nó sẽ làm cho cái màu của mình đi từ lợt cho tới đậm. Mặc dù là mình đã chọn cái móng nó bự, nó to hơn vậy rồi, nhưng mà cái treo của nó cũng sẽ đi từ lợt cho tới đậm, mọi người thấy rõ không? Chứ nó không ra được cái màu solid như là mình đắp ấy đâu. Mà được cái là cái form, cái shape của nó ra nó khác với cái form của mình đắp. Cái đó là cái sự khác nhau giữa móng úp, móng flip à, móng úp lên flip và móng đắp là vậy đó. Nào bây giờ đắp thì mọi người sẽ đắp nhìn rất là nhanh. Ai mà làm tháp treo rồi quen rồi đó, mọi người làm một bộ ra nhanh lắm. Rải treo đều ra, sau đó chậm cuticle. Dùng cọ, dùng lực, chậm mỏng xuống. Ôm đều từ trái sang phải. Chỗ nào mà chưa đủ độ dày thì mình phải khô vừa lại cho đủ độ dày nha mọi người. Nó là treo, nó không có khô, nó không có chảy rồi.
thì mình cố gắng mình dành thời gian mình đắp, mình giữ độ dày cho nó tốt để chút nữa mình khỏi phải giũa nhiều. Cái màu này đẹp quá mấy anh chị, collection mới, cái màu của nó soft soft dễ thương. Phần đầu là cắt. Cắt thì cái cục treo này mình đừng có bỏ đi nha. Đó. Cục treo này mình để qua cái ngón út. Ngón út nó nhỏ mà. Không cần phải cục treo to thì mình có thể bỏ trực tiếp qua ngón út. Đó, mọi người thấy làm kiểu nào nhanh hơn? Nếu mà quen tay á, mọi người đắp sẽ nhanh hơn phải không? Còn nếu mà mình chưa có quen đắp tháp treo đó, mình úp lên nó nhanh hơn. Chị vừa check out cổng màu tháp treo làm dễ chị để chuyến đò đợi đơn. À dạ chị. Rồi cái cục tháp treo mà nãy mình dư mình để dưới đây nè, mình có thể mình lấy lên, mình để lên đây được luôn nha. Đó, bây giờ rải ra. Nói chứ cái này mình có nhiều cái cách để cho mình làm lắm, cho nên là mấy anh chị thử coi là cách nào nó hợp với mình làm cách nào mà mình thấy nó dễ thì mình cứ làm. Ở đây là cái ngón. Còn cách thứ hai á, là Ngân làm, Ngân rải treo cho nó nằm ra chỗ này hết ha. Sau đó là em lấy cái móng flip, cái móng này cho em nghĩ là móng flip cỡ số 10 đi. Sau khi gãi treo ra hết rồi nè, lấy cái móng flip cỡ số 10 là nó bự hơn cái móng của người ta đó. Úp từ trên úp xuống, đè thẳng từ trên xuống, dài ra tới đầu móng nè, mọi người thấy không? Hưng, tới đây bắt đầu mình chùi cái khóe hai cái hai cục treo hai bên nó dư á, mình chùi để mình bỏ đi. Rồi lấy cái đèn treo lại gọi vô nó. Đó, mình đè cho đủ, mình gọi vô để cho nó khô, nó định hình. Thì cái móng này không cần quay bên dưới là tại vì sao mọi người biết không? Bữa nay là em làm nhiều kiểu khác nhau cho mấy anh chị coi luôn. Không có cần phải quay bên dưới là tại vì bên dưới của mình nó đã có cái móng giả sẵn rồi. Cho nên là cái treo nó không có bị tràn xuống cái đế bên dưới được, cái đít cái móng của cái nền móng người ta bên dưới được. Nên mình không cần phải quay xuống bên dưới, mình chỉ cần hơ bên trên này nè cho nó định vị, cái chân móng nó không có chạy nữa, rồi mình sẽ cho người ta đi hơ đèn. Mình có sale hay không? Hình như em thấy trên website có sale mua 2 tặng 1 á. Đây, cái màu này là màu 110 và một màu Ngân xài màu trắng hơi nhẹ nhẹ đó là 104 nha. Cách quay trở lại tháo xuống, mình tháo bằng cách nào? À, mình tháo y chang như tháo điếp, Ngân nói vậy cho dễ. Mình tháo y chang như tháo điếp luôn vậy đó. À, dũa càng mỏng thì mình ngâm acetone nó ra càng nhanh, còn mình để cho nó dày thì ngâm acetone nó sẽ ra lâu hơn. Okay. Đó, cách này thì dễ, mình rải treo đều ra mình úp. Sau đó mình tháo lên cái gì đó ra ra. Đó, cái móng này. Nó hơi bị thiếu nhẹ bên hông đây là mọi người thấy không? Nó hơi bị mỏng tí xíu cho nên là nó thấy cái màu. Đó thì cái cách mà Ngân thấy thích nhất mà dễ nhất á vẫn là đắp. Cho nên khi mà mình làm quen đó, ủa cái móng này sao khách làm gì mà bị dập lép, mà ta bị trúng cái gì dập lép ở đây nè. Đó, nó có nhiều cách để cho mình làm, mà cách nào mà mình quen tay mình làm nó ra nó sẽ nhanh. Rồi tới phút này á là mình sẽ đi dũa xếp. Đối với móng flip á là nó đã bóng sẵn luôn rồi, mình không có cần phải chùi. Còn nếu mà đối với móng mà mình đắp á là sau khi mình đắp xong á, mình phải chùi cái treo nó đi. Mọi người thấy cái màu ombre này nó nhẹ nhẹ, nhìn nó đẹp quá ha. Nó có cái lớp sticky khi mà mình đắp. Còn đối với móng này nó đã khô sẵn luôn rồi, cho nên mình tháo ra mình không có cần phải chùi gì hết. Mình có thể mình chùi bên dưới nếu cần, cho nó không có bị dính cái bên dưới á. Marilyn, customer asks, can you compare the tap gel and acrylic? I can say it's about 30% different. Because with tap gel, there is a combination of acrylic and gel. And you know, gel is not strong as acrylic. That's why it's gonna give the nail more flexibility. But for the like, how strong is that? Then I can say it's about 30% different. Rồi tới khi mà nó khô rồi đó, mình chỉ cần tắt cái treo hai bên hông này, rồi mình dũa xếp sơ lại nữa là đã xong rồi. Thì đây là cái hai cái cách để mình làm móng flip. Thì em thấy là cái cách thứ hai này nè, mình mất thời gian để mình gắn móng, nhưng mà tới lúc mà mình đắp úp lên á,
nó không có bị tràn bên dưới, nó đủ cái độ dày cho mình, cho nên là mình khỏe hơn rất là nhiều. Và móng bên dưới của nó là dày vậy lắm, để cho cái móng của mình nó không có bị gãy ha. Đó, mọi người, nó ra nó gọn không. Còn đắp á, thì mình nó vẫn ôm sát vậy, nhưng mà cái form của đắp á, em thấy là somehow nó cũng không có đẹp bằng cái form của móng úp nha. Mình xài cái nào mình quen cái đó, mình thích cái đó rồi thì mình thấy cái đó nó sẽ đẹp. Đắp là mình vẫn đắp ôm nhưng mà nó cũng không có đẹp bằng cái móng flip up, flip on, flip up. Mình gọi là móng flip đi cho nó dễ hiểu ha. You are welcome. Rồi cái móng này là mình để nó dài quá trời vậy nè, về giữa mỏng xuống. Mọi người thấy á, tháp treo á, nó tương đối là nó mềm hơn bột, nó mềm hơn đít cỡ 30%, cho nên á, khi mình giũa nó cũng dễ, nó giũa nó xuống, nó xuống ào ào ào. Úp thì nó ra cái form, nó có cái đẹp riêng của nó mấy anh chị. Em thì cá nhân em thì em cũng rất là thích cái úp nha. Bên chị Bảo có thiệt hại gì không? Và đợt bão đầu á thì nó cái nước nó dâng cao, cho nên là nguyên cái khu Tham Bà này là hầu như các cái nhà ngoài biển đều bị hư hại rất là nhiều mấy anh chị. Mấy cái tàu rồi này kia xuống biển nằm hết luôn, úp ngược không à. Còn không là lên bờ nằm. Còn cái bão lần thứ hai Newton á thì đa số tất cả các cây cối đều ngã, gãy ngã rất là nhiều. Bình điện, cột điện là đi xuống đất hết. Mấy cái bình điện nó nổ rồi nó rụng ở ngoài đường. Đèn xanh, đèn đỏ là qua ngày hôm sau chạy ngoài đường, mọi người thấy nó treo toàn ten, nó gãy, nó đứt, nó sạch, nằm xuống dưới đất hết trơn luôn á. Cho nên nó làm cho ở bên này bị cúp điện cũng cả tuần. Hôm nay mới có, hôm qua giờ mới bắt đầu có điện lại đó. Ok, có bán nước tiếp số 3 hay không? Dạ có chị. Nè, mấy anh chị nhìn thấy cái xếp móng nó khác nhau giữa hai cái dạng móng mình làm, thì mấy anh chị thích cái nào hơn nha. Một cái á, là cái mình đắp, mặc dù mình đắp mình ôm cho nó thon, nó gọn và nó nhỏ, nó không có bị bè, nhưng mà cái xếp móng của nó nhìn vẫn to hơn cái mà úp. Mọi người thấy không, cái mà mình úp lên á, cái xếp móng của nó thon hơn nhiều. Hai cái ngón này là hai cái ngón mình úp lên nè. Anh chị thích cái nào hơn? Anh chị thích cái dạng cái form móng của cái nào hơn? Cái úp hơn, cái flip on flip up hơn, hay là thích cái dạng mà mình tự đắp hơn? Dạ không, cái bộ starter kit nó không có móng, nó không có cái móng móng flip. Móng flip on flip up này để tụi em gửi link vô cho. Nó là một cái sản phẩm riêng của nó. Tại vì cái móng flip này mấy anh chị không những là làm với tháp treo, mấy anh chị làm với cái nào cũng được hết á. Chứ nó không phải là đi chung với tháp treo. Starter kit úp đẹp phải không? Úp nó ra cái form của nó đẹp dữ lắm. Em mê nó là như vậy á. Cho nên là ai mà thích cái form của nó thì mình cố gắng mình làm, mình ngồi không á, mình tập cái tay của mình để mình tự chọn size cho tới các step mình làm. Thì em biết là mỗi người sẽ đi một cái step khác nhau, nhưng mà cái quan trọng á là sau khi mà mình úp xong đó mấy anh chị, là cái móng của mình nó phải đủ cái độ dày tất cả các góc, và bên dưới không có bị chảy treo nha. Khi mình coi mấy cái video online làm á, em cũng lên Instagram coi nhiều lắm, thì thấy người ta úp thấy ngon lành lắm, nhưng mà lật xuống bên dưới là nhiều cái móng nó bị chảy, thì nó chảy vậy nó làm cho cái treo bị mỏng thì cũng không có được. Nó phải đủ độ dày và bên dưới treo không có bị chảy tràn xuống tùm lum thì mới đúng. Rồi, móng úp thì úp xong thì tới lúc này là mình chỉ cần đi giũa cái đường viền cuticle nữa. Mà mọi người thấy là nó đã mỏng sẵn, tương đối là nó đã mỏng sẵn luôn rồi, cho nên là khi mình giũa ra cũng rất là dễ. Nó mỏng, nó nằm sát xuống đây xuống hết rồi.
dễ không? Làm ra cái form móng nó đẹp lắm. Còn mấy cái móng này đó là mình tách cái tay người ta, bí quyết là mình phải tách cái tay người ta ra, sau đó mình mới đi cái đầu dũa vô sát cạnh, ôm gọn lại. Bên hai cái góc hai bên đây, đi nằm sát xuống ôm lại. Này mình đắp quen thì nó ra cái form khác nhau thôi, chứ cái móng nó cũng đã nằm ôm sát vô rồi, cho nên mình cũng không có cần phải đắp nhiều, phải dũa nhiều. Được một cái làm tháp đó mấy anh chị, rất là tiện, cái là nó không có khô, cũng không có chảy, cho nên là mình để cục treo lên ngay cả mình đắp, mình tự tạo shape. Mà mấy anh chị mới á thì cũng không có cần phải, không có bị stress quá về cái vấn đề là cái móng của mình nó sẽ bị chảy, nó bị khô, nó bị chảy này kia. Mình có nhiều thời gian hơn để mình có thể điều chỉnh cái shape móng. Rồi sau khi xong thì mình có thể mình chùi alcohol, mình tỉa da, rồi mình có thể thoát khói cho khách hàng là xong rồi. Thường em hay xịt alcohol vậy nè, rồi em lấy bàn chải em chà, thì các cái bụi ở trong mấy cái gốc ngón tay của người ta đó nó đều bung lên hết luôn. Đây nó có bụi trên mặt bàn, sạch sẽ liền. Ngon không mọi người? Đồ nghề gì cũng có hết á. Sau khi xong thì ở đây là mình có cái kềm ha, coi là cái da chỗ nào mà nó xù xì lên mình tỉa nhẹ ăn cái lệ nữa là đã xong rồi. Đó là tại sao mà em không có cắt da trước khi làm, mà thường á đợi làm xong rồi đó, chỗ nào da xù thì mình mới tỉa, còn không xù thôi mình khỏi tỉa, chứ thôi nó mất thời gian của mình. Ok, sau khi xong thì mình đi top coat nữa là xong. Rồi đó là các cách để mình làm. Mọi người thấy là cái móng mà flip on flip off nè, mình rất là ít làm gì, nó ra xếp sẵn, nó bóng sẵn, nó đẹp sẵn luôn rồi. Mình chỉ cần top coat nhẹ là xong. Còn cái móng của mình đắp á, mặc dù nó đơn giản, nó nhanh, nó gọn, nó ra nó đẹp, nhưng mà nó chỉ đẹp với nó thôi, chứ rất là khó để compare với cái dạng móng flip nha. Thì anh chị nào thích thì có thể tự tập trên tay của mình cái móng flip, để khi mình lên khách mình làm cho nó dễ. Lúc quét treo trên móng flip thì mình chỉ cần quét treo đều tất cả các góc để cho nó không có bị thiếu treo góc nào hết là được rồi. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và anh chị nào có thắc mắc gì về sản phẩm thì có thể là gọi 888 887 8807 để tụi em hỗ trợ cả nhà. Thank you và have a good day.